Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm token BVT dành cho những bạn hold cái NFT OAT ở trên Project Galaxy. Thì bạn nào mà đã làm theo mình khá là nhiều cái dự án trước đây ấy, mà các bạn đã claim được con OAT thì các bạn có thể tham gia sự kiện đấy nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào trong Project Galaxy để chúng ta check cái OAT. Mọi người vào đây sau connect đến ví MetaMask của mình nhé. Tiếp theo là mọi người vào phần Galaxy ID, mọi người check cho mình cái phần OATS này. Thì đây là những cái NFT mà mình đã làm trước đây và mình đã nhận được. Thì bạn nào có những cái NFT này thì mọi người sẽ làm theo hướng dẫn của mình nhé. Còn nếu bạn nào mà chưa có thì thôi, chúng ta sẽ bỏ qua cái sự kiện này và chúng ta sẽ chờ sự kiện khác nhé. Đấy, vì thế cho nên trước đây các bạn cứ bảo là claim OAT về để làm cái gì đấy thì nó sẽ có những cái chương trình airdrop để dành cho những cái bạn hold OAT nhé, hoặc là claim NFT của những cái dự án khác mà nó cũng yêu cầu chúng ta phải có OAT ở trên Project Galaxy. Thì, đầu tiên là chúng ta sẽ vào trong 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 Discord để chúng ta void nhé. Đấy, thì chúng ta vẫn copy lại cái link nhé, chúng ta vẫn làm như cũ tại vì là Discord đang thì nó bị lỗi ấy. Đấy, chúng ta vào đây. Đấy, mọi người vào phần wick nhé, chúng ta post cái link vào đây. Đấy, ở đây nhé. Rồi chúng ta ấn vào join này. Join xong thì mọi người sẽ bình luận vào đây. Thì mọi người sẽ copy cái link mình để sẵn ở đây này. Từ cái dấu phẩy này quay lại nhé. Đây. Đấy, chúng ta copy là cái này. Đấy, và đây thì chúng ta sẽ bình luận vào đây. Đấy, chúng ta void ở đây. Chúng sau dùng chúng ta chờ một ít nhé. Chúng ta không 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 làm luôn được đâu. Đây, chúng ta vào cái phần mấy cái phần này. Đấy. Đấy, thì chúng ta có thể bình luận ở những cái phần này hoặc là chúng ta vào những cái phần thông tin các thứ này để mà chúng ta tích vào những cái này. Đấy, cũng được. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại đây. Chúng ta phải chờ một ít nhé để họ đang verify cho mình nhé. À, lúc nãy là mình dán vào đâu ấy nhỉ? Chỗ ấy phải không? Chỗ center phải không? Đây. Thế nhưng mà center ở đâu? Lúc nãy mình tìm hoài mà không thấy. Mà rõ ràng là mình vừa mới bình luận xong nhỉ? Đây. Đấy, thì chúng ta vào phần số center nhé. Rồi chúng ta dán vào xong thì quay lại thì chúng ta sẽ vào cái phần form mình để đây này. Chúng ta vào phần form nhé. Đấy, thì nó sẽ mở cái form như thế này. Đấy, khi mà nó mình bình luận và void xong thì nó mới mở form nhé. Còn những cái bạn nào mà chưa mở form ấy thì các bạn chờ một ít nha để nó verify ở trong này đã, trong trong Discord lúc nãy mình dán vào ấy thì họ verify đã. Khi nào nó hiện ra thế này thì là ok này. Thì mọi người chỉ cần copy lại cái ví mà chúng ta đã connect ở trên Project Galaxy, tức là ví MetaMask của mình. Chúng ta copy lại ví nhá, dán vào đây và ấn vào submit là xong nhá mọi người nhá. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ chờ kết quả nhá. Đấy, sau này thì có cái thông tin ví dụ nó phát BVT token đến ví của mình thì mình sẽ thông báo lên kênh sau. Còn hiện tại bây giờ là chúng ta làm đến đây là kết thúc dự án này, 25 tháng 8 là kết thúc nha mọi người nhé. Winner thì cũng chưa biết được. Đấy, chúng ta cứ làm trước thôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Bạn nào mà chưa hiểu lắm thì các bạn có thể gửi cái thông tin ở bên dưới để mình sẽ trả lời thêm. Các bạn thấy cái kênh hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.